ba cái đỉnh của tam giác vàng anh chị. Cái yếu tố này nó giống như là một cái kiềng ba chân để giúp cho anh chị gia tăng thu nhập một cách bền vững trong năm 2024 này. Đầu tiên, niềm tin tích cực. Vậy niềm tin tích cực nó đến từ đâu ạ? Suy nghĩ của chúng ta, môi trường của chúng ta, đến từ tư duy của chúng ta. Vậy để làm sao chúng ta có được cái niềm tin tích cực đó? Bởi vì khi mà bạn có niềm tin tích cực thì bạn mới thu hút được những cái nguồn lực tích cực, đối tác tích cực, con người tích cực, công việc tích cực đến với bạn được. Thì khi mà bạn có những cái niềm tin tích cực trong người bạn thì trong người của bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mà năng lượng thì tương ứng với ngân lượng. Năng lượng càng cao thì thành công càng lớn, năng lượng càng cao thì tiền càng nhiều. Vậy làm thế nào để bạn có được cái điều đó? Cái niềm tin thứ hai, đó chính là niềm tin gì? Niềm tin chưa được tích cực. Nếu như mà chúng ta trong người chúng ta mà có cái niềm tin này thì sẽ không hậu thuẫn cho chúng ta thành công được. Nếu như mà bạn muốn trở nên thành công và giàu có thì chúng ta phải có những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Nếu bạn muốn trở thành 1 triệu phú đô la thì bạn phải có những cái niềm tin hỗ trợ để giúp cho bạn trở thành 1 triệu phú đô la. Vậy nếu như mà trong người của bạn mà toàn những cái niềm tin không được tích cực, kêu ca phàn nàn oán trách đổ lỗi, niềm tin giới hạn, tôi không làm được cái này, tôi không làm được cái kia, tôi không đủ giỏi để làm cái này, tôi không đủ giỏi để làm cái kia. Đó là những cái niềm tin giới hạn. Và chính những cái niềm tin này nó không giúp cho anh chị có được cái sự thành công và giàu có. Nếu như mà bên trong anh chị vẫn giữ cái niềm tin này thì trong người của chúng ta sẽ không có năng lượng. Vậy niềm tin tích cực là niềm tin gì? Niềm tin là tích cực, là vui, là happy, là hạnh phúc. Khi bạn có cái niềm tin tích cực này là bạn đã nằm trong số 20% những người giàu ở trên thế giới rồi. Nhưng nếu bạn có cái niềm tin thứ ba này này thì bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ đứng trong top 5% luôn. Bạn cần phải có những cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải hiểu người giàu suy nghĩ gì. Người giàu có cái niềm tin gì. Cho nên những anh chị em nào mà chúng ta chưa có cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và giàu có, những cái niềm tin mà mình bị cài đặt được từ nhỏ đến lớn, nhà mình không giàu đâu, từ nhóm quyền lực đó, gieo cho mình đó, là toàn những cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Thì tất cả những cái điều đó khiến cho chúng ta làm việc rất là chăm chỉ, rất là cần mẫn, rất là chịu khó. Nhưng mà tại sao chúng ta không trở nên thành công và giàu có? Bởi vì chúng ta bị điều thứ ba này. Chỉ cần tất cả các anh chị có cái niềm tin thứ ba này là những niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Thì anh chị sẽ làm sao? À, anh chị sẽ trở nên thành công và giàu có. Là dễ khi bạn có suy nghĩ của người giàu, tư duy của người giàu, niềm tin của người giàu thì bạn sẽ nhìn mọi vấn đề theo góc nhìn của người giàu. Và rất là tuyệt vời là hôm nay đây, trước năm đầu năm 2024 này, hiện tại câu lạc bộ của Thủy đang giúp cho anh chị bộ công thức gia tăng dòng tiền một cách bền vững, xu hướng kiếm tiền năm 2024. Anh chị nào mà chưa biết thay đổi cái niềm tin chưa được tích cực của mình, thay vào đó là những cái niềm tin tích cực. Anh chị nào mà chưa có những cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công và giàu có, những cái công cụ kỹ năng để giúp cho anh chị kinh doanh thành công, thì hãy tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy trong chuỗi chu kỳ xu hướng kiếm tiền năm 2024 này vào lúc 12 giờ hàng ngày từ thứ tư đến thứ bảy. Thủy sẽ chia sẻ cho anh chị một cái bộ công thức mà Thủy học từ triệu phú đô la, đa triệu phú đô la, những người thành công thật, ứng dụng thật, kết quả thật, con số thật. Thủy đã ứng dụng trên chính cơ thể của mình để tạo ra khối cái tài sản như bây giờ. Sẽ chia là sẻ lại cho tất cả các anh chị một cái lộ trình để anh chị làm cách nào để anh chị có thể thay đổi lại được những cái niềm tin gốc rễ này và cài đặt lại hệ thống niềm tin mới. Thì anh chị nào mà mong muốn tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy có được cái bộ công thức này thì Thủy để cái đường link ở phía dưới đó. Anh chị hãy ấn vào cái đường link đó, đó chính là nhóm đọc sách của Thủy. Chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển và chúng ta gia tăng thu nhập một cách bền vững. Đấy, và chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời, không những cho chính bản thân của mình, cho gia đình của mình, mà giúp đỡ hàng triệu người trên toàn thế giới.